26W, đến tận áp cao 24kW em vừa về. Và cũng dán tem để gửi khách hàng luôn ạ. Trước khi gửi thì em đã test rất là kỹ, nên các bác yên tâm ạ. Hàng hóa thì em luôn luôn cho đi trong ngày các bác nhé. Các bác yên tâm. Sao không xe?